Xin chào cô chú chị mình ăn. Thì buổi trưa em đang lên xe giao cái bò mẹ con cái siêu chị. Cái bò mẹ con siêu mẹ chữa ba bê á, rồi 5 tháng á. Em đang đưa chị về, em đang giao về cho ông anh ở bù da mập với chị Bình Phước nha. Đó thì em cảm ơn cô chú chị mình tin tưởng mua bò của em ha. Mua bò mà trâu qua kênh với em cũng rất là nhiều. Em cảm ơn cô chú chị ha. Em mong thì chị mình muốn mua bò á, thì anh chị mình cứ alo cho em để em sẽ giao đến cho cô chú chị mình những cái con bò, những con trâu nó chất lượng nha cô chú chị đó.